còn gì câu cá lại rất cậu. Xuất phát từ cái ý tưởng là mình là một huấn luyện viên dạy bơi thì mình lại yêu thích đi bơi ở biển, ở hồ, ở sông. Mình đã bơi ở rất nhiều nơi và mình thấy là ở sông Sài Gòn thì nó rất là bẩn và nhiều rác thải. Thế thì mình nghĩ ra một cái ý tưởng là mình phải làm một cái hoạt động gì đó mang tính chất xã hội, ý nghĩa, thay đổi ý thức của mọi người bảo vệ môi trường tốt hơn. Vào cuối năm 2018 thì mình có tổ chức event Trèo vào Nhật lần 1 với sự tham gia khoảng 20 bạn tình nguyện viên. Event lần 1 mình nhặt rác và vớt rác ở ngay sông Sài Gòn. Mình sẽ sử dụng cái phương tiện là thuyền súc, là một cái thuyền bơm hơi và mình có thể đứng hoặc là ngồi trên đó mình chèo để mình đi vớt những cái rác trôi nổi trên sông. Sau đó mình tập kết, vớt rác, gom rác, sử dụng những cái túi vi sinh như thế này. Mình đựng vào, mình gom lên trên bờ. Sau đó sẽ có xe tải chở đi và mang đi xử lý và tái chế. Các hoạt động mà mình hướng tới có nghĩa là tìm cho mọi người hiểu hơn về thiên nhiên nơi mình sống và giúp mọi người có nghĩa là cảm thấy là thiên nhiên rất là vẻ đẹp. Và cái hoạt động lần này mình vô tình thấy trên mạng để làm cái sạch cái khu rác nơi mình sống, tại vì bọn mình đi tour thì mục đích đó là sẽ tìm cái nguồn cảm hứng cho cái người khách. Và trong cái suốt hành trình đó thì cái điều mà mọi mình quan tâm nhất có nghĩa là mọi người đi sạch, ở sạch và tất cả mọi thứ đều không để lại với mẹ thiên nhiên.